Dù liên tiếp nhận 3 quyết định xử phạt vì xây dựng sai phép và buộc phải tháo dỡ, nhưng gần một năm nay, công trình biệt phủ của vợ phó chủ tịch một thị xã ở tỉnh Bình Phước vẫn ngang nhiên tồn tại. Biệt phủ ban đầu đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Bình, 42 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài. Điều đáng nói, bà Bình được cho là vợ của một phó chủ tịch thị xã đương chức ở Bình Phước. Theo ghi nhận, công trình tọa lạc tại khu phố Suối Cam và khu phố Bưng Trang thuộc phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, gồm nhiều căn nhà riêng lẻ nằm trên khu đất rộng hàng ngàn mét vuông. Khu đất được bao bọc bởi tường rào cao, phía trước tiếp giáp với con đường nhựa chạy ngang. Liên quan đến công trình này, vào tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đã ra 3 quyết định xử phạt hành chính đối với bà Bình với tổng số tiền là 38,5 triệu đồng do vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai. Theo các quyết định, chủ đầu tư buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu của đất và tháo dỡ công trình vi phạm nếu không đáp ứng các thủ tục về xây dựng. Tuy nhiên, gần 10 tháng sau, biệt phủ trên mới chỉ san lấp công trình hồ thủy tạ, còn các công trình khác vẫn tồn tại. Điều này khiến dư luận không khỏi thắc mắc. Ông Đào Văn Hảo, cán bộ địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường phường Tiến Thành cho biết, do quy mô công trình khá lớn nên phường đã báo cáo vụ việc lên Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài. Chủ biệt phủ đã chấp hành nộp tiền phạt, song chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt. Đến nay, bà Bình đã bán khu đất cho một người khác và đề nghị điều chỉnh các quyết định xử phạt. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài xác định công trình vi phạm ban đầu được cấp giấy phép cho bà Bình nên các quyết định xử phạt không thay đổi. Mặt khác, chủ đầu tư mong muốn thuê đơn vị di dời công trình ra khỏi vị trí quy hoạch có sau khi xây nhà, chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư đối với phần diện tích xây dựng sai phép. Vì vậy, Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành đang xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu hướng xử lý. Cũng theo ông Hảo, trong quá trình phường đôn đốc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, chủ đầu tư vẫn phối hợp với phường giải quyết. Phía chủ đầu tư bày tỏ mong muốn chờ ý kiến chỉ đạo cuối cùng từ thành phố, sau đó chủ đầu tư sẽ thực hiện các bước theo quy định. Chiều 23 tháng 8, một xe khách giường nằm chở hơn 30 người đang chạy trên quốc lộ 1 qua tỉnh Ninh Thuận thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe. Chiều 23 tháng 8, tài xế Nguyễn Chiến lái ô tô giường nằm mang biển kiểm soát 49B01341 chạy theo hướng Bình Định đi thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Khi đến quốc lộ 1 đoạn qua xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, tài xế dừng xe lại, mở hầm xe để lấy hàng thì phát hiện có lửa cháy. Tài xế nhanh chóng hô hoán để hơn 30 hành khách trên xe chạy thoát ra ngoài. Ngay sau đó, lửa đã bùng nhanh, bao phủ toàn bộ ô tô. Lực lượng chức năng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các đơn vị liên quan tới hiện trường phun nước dập lửa. Hỏa hoạn không có thương vong về người, song chiếc xe bị cháy đen, hàng hóa trên ô tô cháy rụi, hư hỏng. Hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với công an huyện Thuận Bắc khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cơn mưa lớn vào ngày 22 tháng 8 đã khiến nhiều con đường ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ngập sâu trong biển nước, khiến nơi đây như những con sông nhỏ mang theo nhiều loại cá từ ao, hồ tràn vào khu vực dân cư. Người dân thậm chí còn câu được cá ngay trên phố. Mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở Thái Nguyên từ đầu giờ chiều ngày 22 tháng 8 khiến nhiều địa bàn trong tỉnh, đặc biệt là khu vực thành phố, ngập lụt cục bộ. Anh Giáp Văn Trang ở phố Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết, sáng 23 tháng 8, anh Trang cùng với một số hàng xóm quan sát thấy con phố trước nhà có những đàn cá bơi qua. Vì sẵn cần câu trong nhà, anh Trang đã đem cần ra câu cá và bất ngờ câu được một con cá nặng 1,5 kg. Theo người đàn ông này, khu vực xung quanh anh sinh sống có nhiều ao hồ, đặc biệt là có hồ điều hòa của thành phố. Vì vậy, khi mưa ngập thì có thể có cá từ các ao hồ này đi theo đàn dồn về con phố anh sinh sống. Khi đăng hình ảnh lên mạng, anh gặp không ít ý kiến trái chiều cho rằng đó là ảnh ghép. Tuy nhiên, anh Trang khẳng định đó hoàn toàn là hình ảnh thực tế và anh câu được cá vào đúng thời điểm nước ngập cao nhất, khoảng từ 9 cho tới 9 giờ 30 phút sáng 23 tháng 8. Sau hơn một tháng bị chó lạ cắn khi đang đi chơi ở gần nhà, một cháu nhỏ 8 tuổi ở Sơn La đã tử vong do mắc bệnh dại.
Thông tin từ gia đình, cách đây hơn một tháng khi đi chơi ở gần nhà, cháu TQN 8 tuổi ở tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La bị chó lạ cào và cắn vào vùng mặt, gây hai vết tổn thương da. Trở về nhà, cháu có thông báo với bố mẹ nhưng gia đình thấy vết thương nhẹ nên không đưa đến cơ sở y tế để tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho trẻ. Đến ngày 19 tháng 8, cháu N bị sốt cao 38,5 độ, kèm đau đầu, buồn nôn. Gia đình vào ngày 20 tháng 8 đã đưa cháu vào bệnh viện đa khoa tỉnh khám và điều trị. Đến ngày 21 tháng 8, trẻ xuất hiện thêm các triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, cứng hàm, không uống nước được. Qua khai thác thêm tiền sử và các triệu chứng của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Sơn La chẩn đoán nghi dại và đã giải thích tình trạng bệnh với gia đình bệnh nhân. Tuy nhiên, gia đình xin chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám, điều trị và được bệnh viện chẩn đoán bệnh dại. Đến 10 giờ ngày 22 tháng 8, bệnh nhân đã tử vong. Để chủ động phòng chống bệnh dịch dại nói riêng và bệnh lây truyền từ động vật sang người nói chung, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sơn La đã đề nghị Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La chỉ đạo các đơn vị thực hiện giám sát đàn chó trên địa bàn có trường hợp bệnh nghi dại trên người, thực hiện công tác quản lý đàn chó, không để chó chạy rông ra đường khi không được dọ mõm, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, điều tra, lấy mẫu, tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng, xử lý ổ dịch. Bỗng dưng thấy tài khoản ngân hàng tăng thêm 3 tỷ đồng, một người dân ở thành phố Bảo Lộc đã liên hệ cơ quan công an tìm người trả lại. Ngày 14 tháng 8, anh Cao Bá Minh, sinh năm 1992, thường trú tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ nhận được thông báo biến động số dư từ ứng dụng của ngân hàng với số tiền tăng thêm là 3 tỷ đồng. Biết có người chuyển nhầm, anh Minh đã chủ động đến công an thành phố Bảo Lộc để trình báo vụ việc. Đến ngày 23 tháng 8, công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp với công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trả lại 3 tỷ đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác. Qua xác minh và phối hợp làm việc với ngân hàng, công an thành phố Bảo Lộc đã xác định người chuyển nhầm tiền vào tài khoản anh Minh là chị Lê Thị Kim Hoàng, sinh năm 1988, ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Công an thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với công an thành phố Sa Đéc thực hiện các thủ tục theo quy định để anh Cao Bá Minh trả lại 3 tỷ đồng cho chị Lê Thị Kim Hoàng. Tại Thái Bình, sau khi thanh tra, điểm thi vào lớp 10 tiếp tục có sự thay đổi, khiến nhiều phụ huynh học sinh phát hoảng vì tự đỗ lại thành trượt. Sau 3 ngày công bố kết luận thanh tra về kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, nhiều phụ huynh học sinh vẫn không khỏi hoang mang lo lắng. Thậm chí sau thanh tra, có phụ huynh vẫn nghi vấn về tính khách quan của kết quả kỳ thi khi điểm của con em mình tăng lên rồi lại hạ xuống. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết đã nhận được thông tin vụ việc này và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xác minh thông tin phản ánh. Hiện vấn đề điểm thi vẫn là câu chuyện nhức nhối tại tỉnh Thái Bình, khi thanh tra tỉnh chỉ rõ sai sót trong khâu hồi phách đã khiến hàng trăm thí sinh từ trượt thành đỗ và từ đỗ lại thành trượt. Trong buổi họp báo vào hôm 20 tháng 8, cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sau thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã gửi lời xin lỗi tới các em học sinh, phụ huynh, người dân trong tỉnh, đồng thời cho biết đang khẩn trương nỗ lực khắc phục hậu quả để đảm bảo khung thời gian năm học mới diễn ra theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thanh tra tỉnh tiếp tục thanh tra, làm rõ tồn tại hạn chế, vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các khâu dẫn đến việc bị lệch phách, sai điểm của thí sinh, sai kết quả tuyển sinh.